Chào bạn, các bạn là thợ sửa chữa TV, laptop hay là màn hình LCD và là điện thoại. Thì trong quá trình sử dụng các bạn thấy là nó có những cái viền mà các bạn hay dùng móng tay này các bạn tháo này. Thì nó sẽ rất hại móng tay và nó rất đau tay và nó không được việc. Vì vậy hôm nay mình giới thiệu cho bạn một cái tool để hỗ trợ các bạn tháo màn hình laptop, màn hình TV, màn hình LCD hay là điện thoại một cách ok nhất có thể trong cái có thể để các bạn sử dụng. Và thứ nhất này, nó thuận tiện cho tháo mọi loại màn hình. Thứ hai là độ bền siêu khủng, nó bền đến lúc các bạn bỏ nghề thì thôi. Và thứ ba đó là giá siêu rẻ. Một sản phẩm có ba cái chức năng như vậy, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn xem. Và các bạn hãy nhớ like, subscribe kênh YouTube của Nô Hai và ủng hộ sản phẩm này của Nô Hai. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào sản phẩm này. Các bạn nhìn này, đây là sản phẩm hay chính là anh hùng của chúng ta. Nó sẽ thay thế đôi bàn tay của chúng ta. Thứ nhất đây nó có hai bộ. Bộ này rẻ hơn này. Bộ này bằng sắt đặc chủng rẻ hơn. Bộ này đắt hơn. Một là mẫu mã nó đẹp hơn. Hai nó có thêm hai mảnh nhựa. Tùy các bạn mua cái nào thì các bạn mua. Bộ này có thể phù hợp với thợ laptop và thợ LCD hơn. Các bạn nhìn này. Bằng sắt nhá. Cực kỳ cứng rắn. Đó, không bẻ ở đâu. Yên tâm mà sử dụng ạ. Đấy, các bạn có thể lấy này. Lấy màn hình này. Hay là màn laptop lấy những chỗ khó này. Đấy. Đó, các bạn thấy chưa? Hay một dạng dao này để các bạn rạch này. Cái này bán combo, có nghĩa là bán một tặng 3 luôn, tặng 2, bán một tặng 2 và giả tiền 3. Đấy là cái quảng cáo Việt Nam bán một tặng 2 giả tiền 3. Còn cái này này, nó có thể mình thấy theo quan điểm thì nó thuận tiện hơn cho thợ sử dụng laptop. Các bạn nhìn thấy luôn đây này. Bây giờ chúng tôi sẽ khui ra xem nó gồm những cái gì. Các bạn nhìn này, chỗ này nó rất mỏng. Cái này thiên hướng dành cho thợ sửa laptop. À xin lỗi bạn, thiên hướng dành cho thợ sửa điện thoại. Khá sắc đó. Đây là cái mở màn hình này. Sản phẩm được bán trên hệ thống webno2.vn, Shopee, Lazada, Sendor. Các bạn có thể vào 3-4 hệ thống bán hàng online của Lô 2, các bạn chọn sản phẩm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Cần mua hàng thì các bạn vui lòng liên hệ số điện thoại đó là 0906010103 024-6683-6633. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn sức khỏe và thành công. Cảm ơn các bạn.